Nào, hôm nay chúng ta tiếp tục sang phần thiết kế các chi tiết thân trước và thân sau của quần jean nữ thời trang. Ở buổi học trước chúng ta đã học xong gì? Thiết kế hoàn chỉnh thân trước, thân sau, rồi bóc tách, khớp mẫu. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học hôm nay. Việc đầu tiên là các bạn kiểm tra thông số. Thông số chúng ta đã kiểm tra buổi trước rồi đúng không? Vâng, thầy ơi, thầy xem màn hình đi thầy. Các em nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Rồi, các bạn quan sát nào. Đây, các bạn quan sát hình ảnh này. Ở thân trước chúng ta thiết kế gì nhỉ? Có túi gì đây? Túi chéo. Nào, túi chéo. Thân sau có cầu mông và túi ốp. Và cầu mông nó kéo dài đến tận ý, miệng túi. Nào, các bạn quan sát nhé. Ở đây thông số nó cho này. Miệng túi chéo là 4,5. Ok. Nhưng mà dài là bao nhiêu? Dài miệng túi chéo là 14. Ok. Tiếp tục. Ở phía sau cầu mông, ở giữa là 2,5, mà đến cạnh của miệng túi chéo này là 5,5. Nào, chúng ta làm từng cái nhá. Miệng túi chéo đâu? Nào, miệng túi chéo 4,5 thì ta lấy dư thành 4,6. Ok. Tiếp. Dài miệng túi chéo từ đây đây là 14 thì ta cứ lấy đường này đi. Lấy 14,25 đây. Ok, an 7 để tôi kia tôi áng thôi. Sao giờ tôi mới nối này. Trace. An 7 trace trace là dư 0 ấy, tương đương với lại F1. Chúng ta đến tầm này chúng ta phải thuộc hết lệnh nhá. Và Shift L để đo thử kiểm tra cái này xem. À, 14,03 có nghĩa là chúng ta đang phải dư ra 14, nhưng chúng ta phải dư ra bao nhiêu? Khoảng 2 ly đi, là 14,2. Nhưng đây vẫn chưa đủ đúng không? Ta có thể dùng gì? Dùng Resharp nào. Để các bạn kéo xuống khoảng 2 ly. Để sao cho cái miệng túi chéo này nó phải rộng ra khoảng 2 ly. Vậy ok. Xong. Đấy, đây là xong miệng túi. Tiếp tục đến đáp túi nào. Đáp túi ta làm luôn. Ta lấy đây khoảng 2 phân rưỡi. À, kéo dài ra. Đấy, xong. Sau đáp chúng ta sẽ tầm này. Đấy. Đấy. Xong chưa? Đấy, chúng ta làm vậy thôi. Bạn nào muốn cẩn thận hơn, to hơn thì to 3 phân. Còn không thì chúng ta cứ 2 phân rưỡi. Sau răng may 1 phân nữa thành 3 phân rưỡi là to rồi đúng không? Đấy. Tiếp tục. Ở đây ta đánh dấu một đoạn này là 5,5. Đấy, tại vì cái đáp kia nó dài tận đây là 5,5 đúng không? Này, các bạn quan sát nhé. Làm đâu ta phải quan sát đây. Đây, cái miệng của cái đáp này này. Nó ăn sang qua dọc và đến tận gì? Miệng thứ chéo này là 5,5. Vậy ta lại dư thành 2 ni nữa ra. Thành 5,7. 5,7. Ok. Ok. Xong. Đấy, 5,7 chưa? Tiếp, bây giờ ta gì? Thân sau đây, ta lật. Y. Ta dùng Mary này. Mary. Đây, tôi gì? Khớp thằng này. Đây, dùng pivot ta quay đi này. Đấy, nó phải sát nhau này chưa? Ta Ctrl C kéo ra ngoài này. Đấy, để ta gì? Ta được cái hình này này. Z. Ok, xóa đi. Đây giờ màu trắng chúng ta thiết kế coi như thân tổng. Nào, bây giờ các bạn thấy này. Đây là 5,7 đây rồi. Bây giờ việc của ta là gì? Thiết kế ở đường nào đây? Đường cạnh này bao nhiêu nhỉ? Nhưng các bạn nhớ là cái chỗ này phải khít nhá. Chỗ này chưa khít à, chúng ta phải làm lại này. Đây, chưa khít đâu nhá. Chỗ này đến chỗ này chưa khít thì ta dùng pivot ta xoay tiếp tí nữa đi. Xoay một chút thôi. Ok, nó giao nhau một tí được rồi. Đấy, nhìn chưa? Để tí ta lối đến đây này. Nó phải chạm nhau. Ok. Rồi. Ctrl C kéo ra.
Đó. Z shift để xóa cái gốc đi nào. Bây giờ gì? Đây ta xóa cả cái đây được rồi này. Đây giờ coi như thân này thân tổng. Đấy, ta có thể xóa hết đi. Là thân tổng này thôi. Tiếp tục. Đây, các bạn quan sát hình ảnh một lần nữa. Cạnh này là 2,5, nhìn chưa? Ở từ giữa của đúng thân sau kéo ngoài ra qua dọc đến đây 5,5. Vậy vừa tôi lấy ra 5,7 dư 2 ni rồi. Chỗ này 2,5 tôi cũng giữ cho 2 ni. Là 2,5 là 2,7 trừ 2,7 dư 2 ni chưa? An 7 xong. Tiếp tục D. Ta dùng trace nối thẳng lên đây. Ok. Xong. Đấy, thì các bạn nhớ nhá. Xong, đấy là chúng ta có cái vị trí này. Thế bây giờ chúng ta sẽ thiết kế gì? Cầu mông nào, cầu mông để nguyên như này. Ta cóp ra này. Cầu mông của ta thì đến đâu thôi. Nào. Bây giờ ta bóc này. O lại, cầu mông đây. Đấy. Đây thân sau đây, cái này. Chưa? Để nguyên thân này nhá. Cái thân tổng của ta để nguyên này. Xong ta copy cái nữa. Kéo ra. Ta xóa đi. Đấy, chủ yếu là lấy cái cầu mông này thôi này. Ok, tiếp. Bây giờ ta bao chuột O này. Ok, vậy xong. Đấy, ta vẫn giả nó. Nhưng ta có cái cầu mông đây. Cái cầu mông này thì làm như thế nào? Nếu bình thường các bạn bóc ra mà ta để nguyên như thế này thì ta không bao giờ gọi là cầu mông, nhớ nhớ. Ta phải làm như nào nào? Nào, lật lại. Tôi cho road to rank. Ok, nào. Thằng này. Đấy, các bạn để ý này. Nếu như cái thằng này mà để nguyên như thế này mà để thiết kế thì các bạn sẽ khó hình dung đúng không? Tôi xóa đi này, tôi copy cái nữa ra đây. Nào. Tôi lật. Nào. Đây. Đây thân là thân sau đây. Tôi để nguyên cái hình như này đi. Nào. Tôi cắt adjust từ này. Tôi bỏ đi cho các bạn dễ nhìn. Nào, xong. Cái mục đích của tôi là gì? Ở đây các bạn lưu ý này, ta có một cái đường cong. Tại sao cái moi của cái đũng quần này tôi hôm qua tôi bảo các bạn này nó hơi cong một chút này. À, cong này. Quần nữ thì bao giờ nó hơi cong. Nhớ nó không thẳng như là quần Âu Nam đâu nhé. Nó cong này này. Nó cong nó có ý đồ của nó. Bởi sao? Bình thường là các bạn quần Âu Nam là ta cứ kéo được thẳng này này. Đây kéo thẳng như này. Các bạn hình dung là sau khi may xong này. Thì giờ ta sẽ có cái gì? Nó không, nó đáng ra quần Âu Nam là thẳng. Nhưng quần nữ này nó hơi cong ở đây. Thì đoạn này chính là một cái chiết ẩn. Có phải là thứ hai cái mirror này, này. Cái đúng sau đây thì ta may một cái đúng nữa vào đây thì có phải là nó thành nhầy không? Đó thì gọi người ta gọi là cái chiết ẩn đây này, không nhìn thấy chiết nhưng thực ra nó có chiết. Thế nó chiếm ở đây nó khoảng bao nhiêu? Shift N này 0,8, thấy chưa? Chưa, đấy là nó đã bóp đi một tí chiết đây rồi. Nhưng mà chiết như vậy là chưa ăn thua, tại vì sao? Bình thường là chúng ta có một chiết to tướng đây này, 2,5 hoặc 3 phần đây cơ mà. Thế giờ đây được có 8 đi, không ăn thua. Tiếp tục bây giờ tôi tạo chiết đây này. Cái cầu mông này nó có tác dụng là vừa là đường trang trí, nó có gân trang trí ở thân sau đúng không? Nhưng nó cũng là nơi chứa một cái chiết ẩn để chúng ta gì? Cho mông nó ôm. Đây, tiếp tục để ta vẽ này. Đây ta đo thằng này bao nhiêu đây? 22,59. Ta dùng Bezier này. Tôi vẽ này. Tôi lấy đến đây khoảng 2 phân đã. Lấy đến đây 2 phân. Ok, an 7.
Tôi xem đoạn này tổng dài bao nhiêu này. Cá thằng này dài bao nhiêu? 5 phân 1, ok. Bây giờ tôi bè ria. Từ đây, qua đây, qua đây. Đây, vậy là ta coi như một cái chiết ẩn nữa. Đấy, các bạn mà làm quần jean mà chúng ta làm cầu mông mà chúng ta để thẳng tưng nữa thì chẳng có tác dụng gì cả. Nó phải đánh cong như này, coi như tạo một cái chiết nữa. Đấy, sau này bất kỳ cái cặp cong nào, quần cặp cong nào chúng ta cũng phải hiểu bản chất của nó như vậy. À. Tiếp tục. Đây là bằng 22 phẩy mấy? 22,59 thì kiểm tra xem thằng này đủ không? Hai hai phẩy năm chín đây có 22,21, vậy thiếu 2 đi 8 nữa, kéo dài ra 0,28. Ok, xong đây đủ chưa nào, đo này, nó phải chắp với nhau, nó phải bằng nhau, cái này đều đương nhiên. 22 phẩy 29 cơ, quên, đây thừa 49 rồi. À, 22,59, 249 thiếu 1 ly nữa, 0,1. Ok, vậy là hai đều bằng nhau rồi chưa nào các bạn đấy nhé. Hai hai phẩy năm chín này, 22,59, ok bằng nhau. Nhưng cái của tôi gốc từ đây đến đây là 5 phân 1, nhìn này, từ đường này sang chỗ này 5 phân 1 mà tôi vừa lấy lên 2 phân, giờ tôi phải giả nó chết kéo thẳng ra làm sao cho thằng này vẫn phải đủ giống thằng này 5 phần 1. Các bạn nhìn thấy ODNL này, 5 phần 1, ok. Xong. Đấy, thế đoạn này bây giờ xin xem các bạn nhìn nhé, 5 phần 1 đúng không? 5 phần 10 chỗ này cũng 5 phần đi. 5 phần 15 dư nửa ly không sao cả. Thế lại bezier. Ok, display giữ ship resharp. Đấy, chỉnh để tí cho sao cho góc này vuông. Góc này cũng phải vuông. Xong, đấy, nhớ chưa? Xong. Bây giờ ta xóa đường thầy cũ đi được rồi. Đấy. Xóa cũ đi. Adjust tonight. Đó, đây là cái gì? Cầu mông thân nối đây. Xong rồi ta mới gì? O này, bóc ra. Đấy, để các bạn hình dung dễ hơn đúng không? O đây, xong. Bây giờ gì? Chúng ta làm gì? Y khớp vào đây thôi. Đây, ba thằng này với nhau. Ta khớp này. Kiểm tra độ khớp. Lại dùng Mary. Dọc đây, đương nhiên là cái đầu đúng này thì bằng nhau chưa đẹp rồi đúng không? Đây. Pivot ta xong đây này. Đấy. Vừa nó bóc ra thì nó vẫn trơn bình thường. Nhưng bây giờ ta dùng walking để ta kiểm tra cái độ khớp ở dưới này mới quan trọng này. Đấy, nó đang làm sao đây? Nó đang không khớp, nó đang bị dốc. Chúng ta phải lấy vào. Đấy, vào sao cho nó trơn mấy đường dọc lên. Nên, xong chưa? Ok, vậy là xong. Đấy, cái dọc quần này nó vẫn phải trơn, chúng nó không thể gãy được. Tiếp tục, D. Nào, tiếp tục, bây giờ nó phải khớp với đường gì? F2, vẫn lệnh vừa rồi, sim. Và bây giờ ta dùng gì? M Mary ấy, để ta nối từ đây này. Đấy. Pivot. Đấy, nhìn chưa? Các bạn đã hình dung rồi chưa? Đó. Ba cái này phải trơn, nhớ. Lúc vừa ta còn nối với đây mà. Đây cơ mà. Chết đây. Đấy. Nếu đường cong của nó mà có vấn đề thì nó phải đẩy xuống sao cho nó phí, nó phải trơn với đường này. Lúc về đặt tay tới thẳng thì nó được rồi, nhưng bây giờ nó cong. Ta dùng resharp xuống. Đấy. Sao cho trơn này. CP lên. Ok, resharp kéo xuống. Đấy.
Đấy, nó phải trơn. Và nhớ thằng này nó kéo dài tận đâu nữa, kéo dài tận này. Nhớ nhá. Chứ không phải miệng đâu. Đây này, nhìn này. Nhiều bạn này tưởng thấy ơi, em tưởng cái đáp cái đen đen này nó chỉ đến miệng này thôi, thế miệng nó trơ trơ như này thì may vào đâu. Trong đó cái đáp nó tận sâu vào trong rồi mà. Chẳng qua chúng ta không nhìn thấy cái chân của cái đen đen này thôi. Cái đáp và cái phối đen này nó tận đây, xong chưa? Xong.